Wow, quýt thật là thơm và mùa quýt chín đã đến rồi cả nhà ơi. Mà thực ra đó, không có mùa quýt thì Thi thấy quanh năm vẫn có quýt. Mà cái món trà quýt gần đây là được một số thương hiệu làm món rồi, bản thân Nhi thấy á, cái trái quýt cũng rất là ngon. Vì vậy bây giờ Nhi sẽ làm công thức là thạch quýt và công thức trà quýt. Mà về phần trà quýt thì Nhi sẽ có hai phiên bản, đó là trà quýt giả tay và trà quýt không cần giả tay. Để mà những ai mà không có máy móc thì mình có thể làm phiên bản giả tay để mình vẫn có phần trà quýt thật là thơm ngon nha. Rồi, và để làm được món trà quýt thì bây giờ mời chúng ta đến với phần giới thiệu nguyên liệu. Đầu tiên chắc chắn phải có trái quýt. Ở đây thì mình có thể dùng trái quýt to thế này, vàng, hay là mình sử dụng trái quýt nhỏ màu vàng đều được. Nguyên liệu thứ hai mà mình cần đó chính là lục trà lài Lộc Phát. Để pha được món trà quýt này thì mình dùng cái lục trà lài Lộc Phát này là ngon nhất. Còn nếu mình không có dùng cái lục trà lài Lộc Phát này, mình có thể dùng trà xanh cũng rất là ngon. Nếu mà dùng lục trà thì nó lên hòa quyện giữa mùi quýt và mùi trà. Còn nếu mình dùng trà xanh thôi á thì nó sẽ làm cho cái món trà quýt của mình á nó thơm cái mùi quýt nhiều hơn. Vậy thì mình muốn lên mùi thơm trái cây nhiều hơn thì dùng trà xanh. Chỉ có để gói trà xanh trên màn hình nha. Còn nếu dùng mà muốn nghe được mùi thơm vừa mùi quýt vừa mùi trà thì chúng ta dùng lục trà lài. Ngoài ra có một cái trà cao cấp hơn là trà ô long thì làm cái món trà quýt này cũng rất là ngon với công thức tương đương luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ có trà rồi, có quýt rồi. Bột rau câu là 12g, tương đương với một gói bột rau câu dẻo, 300g đường cắt trắng, và mình có nước lọc 2 lít. Đồng thời Nhi sẽ có một chai này chính là nước cốt tắc. Để xíu nữa mình làm trà quýt mình thêm một ít nước cốt tắc vô cho nó đủ độ chua cho ngon. Như vậy là nguyên liệu đã sẵn sàng. Mời chúng ta đến với phần thực hiện làm món. Chúng ta lấy 40g lục trà lài Lộc Phát, cho vào túi vải lọc trà, rút dây buộc chặt. Sau đó chúng ta cho túi vải lọc trà vào trong bình ủ trà có khả năng giữ nhiệt. Chúng ta cho tiếp 3 lít nước sôi vào, dầm, lấy cái que khuấy dầm lên túi trà từ 15 tới 20 lần cho nước sôi ngấm vào túi. Đậy nắp ủ nóng giúp Nhi 20 phút. Sau khi ủ nóng 20 phút thì chúng ta sẽ tiếp tục dầm từ 15 tới 20 lần vào túi trà. Rồi chúng ta nhúng 3 lần và sau đó chúng ta vắt kiệt nước để thu được nước cốt trà. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho vào 7.5ml muối ăn, hoặc nếu cân gram thì cân khoảng 7g muối ăn. 1kg đá bi cho vào bình nước trà của mình, khuấy tan đá tan muối là chúng ta sẽ thu được một cái thành phẩm nước cốt lục trà lài Lộc Phát, 3,8 lít nước trà. Như vậy là mình đã xong phần ủ trà. Trà của mình ủ xong thì mình để nhiệt độ thường dùng trong ngày, hoặc là để ngăn mát dùng trong vòng khoảng 3 ngày thì chất lượng trà là vẫn còn tươi ngon. Tuy nhiên là qua 3 ngày thì hết ngon. Nhưng mà lời khuyên thì vẫn là nên ủ trà và dùng trong ngày nha. Đó là phần ủ lục trà lài để làm trà trái cây. Rồi bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn chúng ta làm một cái phần sốt vỏ quýt. Cái phần sốt vỏ quýt này nó là cái phần chính để tạo nên cái mùi thơm của món trà quýt một cách tự nhiên. Thì tận dụng cái vỏ quýt mà mình đã dùng đó, nhưng mà mình rửa sạch. Mình lấy 50g, cứ 50g vỏ quýt nha, mình sẽ nhỏ ra một chút cho dễ xay. Đó, rất là tuyệt vời. Cứ 50g vỏ quýt mình sẽ nhuyễn, mình xay với 200ml nước ấm. Mình lấy nước ấm mình xay cho tinh dầu nó ra nha. Chúng ta bấm nút, chúng ta xay 3 phút. Rồi bây giờ mình xay sốt vỏ quýt được 3 phút thì nó mịn luôn nha. Đây anh chị thấy nó rất là mịn, mịn thành nước luôn. Mình phải xay được 3 phút nha. Đây là máy xay đa năng, nó công suất lớn là như xay 3 phút. Đó, thì sau khi mình có được cái thành phẩm sốt quýt á, thì sốt quýt của mình nó mịn và nó có màu vàng đẹp thế này nè. Giống màu vàng của nghệ vậy đó. Nó có cái vị đắng the the thôi. Nó đắng the the nhẹ thôi, nhưng mà khi mình vô ly mình dùng ít thôi, mình dùng 15ml thôi, thì nó không làm ly nước bị đắng mà nó làm cho cái ly nước nó thơm cái mùi vỏ quýt á, nó tạo nên cái vị thơm đặc trưng. Wow, ngon ghê chưa này, anh chị thấy mịn không? Phải xay cho mịn giống như trong video nha. Mình có thể zoom lên cho nó thấy được cái độ mịn. Đó, mình nhìn kỹ cái độ mịn này là rất mịn luôn. Nói chung mịn thành nước luôn rồi. Thành nước luôn rồi, rất là ngon. Và cái nước sốt quýt này nè, mình mới xay 3 phút xong nó đang hơi ấm nóng, thì mình để nguội. Sau đó mình bảo quản ngăn mát, mình dùng được từ 1 tới 2 tuần. Tại vì cái sốt vỏ quýt này nó không có hư. Mình để ngăn mát, mình để từ 1 đến 2 tuần. Khi nào mình thấy nó chua, nó hư, nó hôi thiêu thì mình không dùng nữa. Nước vỏ quýt này nó có cái phần tinh dầu, nó cũng tốt cho sức khỏe nữa. Mình cho nó vào đồ uống thì không những ngon, thơm mà còn tốt cho sức khỏe nữa nha. Như vậy là phần sốt vỏ quýt đã xong.
Và bây giờ tiếp theo Nhi sẽ hướng dẫn chúng ta làm món thạch quýt. Món thạch quýt tươi của chúng ta thì cần có nguyên liệu là quýt tươi, và mình có nước lọc 2 lít, 300g đường cắt trắng và bột rau câu là 12g, tương đương với 1 gói bột rau câu dẻo. Nguyên liệu đã sẵn sàng, bây giờ mời chúng ta đến với phần sơ chế. Rồi, đối với phần quýt thì trước tiên mình sẽ bỏ vỏ đi, mình lột bỏ vỏ đi cả nhà. Mình khứa sơ để mình lột cho dễ dàng ha, rất là dễ dàng để lột thôi, có gì khó khăn hết. Đó, sau khi mình lột xong thì bây giờ tiếp theo là mình sẽ cắt thành hạt lựu. Mình cắt như thế này. Đó, cắt tới đâu mà có hạt thì mình bỏ hạt tới đó. Mình bỏ hạt nha, mình không lấy hạt, bỏ hạt thì nó đắng này cả nhà. Cho nên mình sẽ bỏ hạt đi, không sử dụng hạt. Rồi, sau đó mình sẽ cắt hạt lựu. Như vậy là chúng ta đã cắt phần quýt xong rồi ha. Bây giờ tiếp theo mình sẽ nấu thạch. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cho 2 lít nước vào nồi, và trong lúc chờ nước sôi chúng ta sẽ trộn 12g bột rau câu với 300g đường cắt trắng, trộn đều lại với nhau. Để nấu rau câu thì chúng ta có hai cách. Cách 1 là sau khi mà trộn bột với đường rồi thì chúng ta có thể cho vào nồi nước nguội, trộn đều ngâm 30 phút, sau đó bắt lên bếp nấu sôi liên tiếp 5 phút. Còn cách 2 là chúng ta sẽ nấu trực tiếp với nước sôi giống trong video của Nhi. Thì sau khi trộn bột rau câu với đường thì nước sôi tắt bếp, khuấy bớt nhiệt. Rồi chúng ta sẽ cho hỗn hợp bột rau câu và đường vào nồi, nhưng mà nhớ cho từ từ, đánh mạnh tay. Cho từ từ, mình khuấy nhanh và mạnh để cho hỗn hợp tan hết. Thì như vậy là nó sẽ cũng không có bị vón cục. Vậy chúng ta nhớ có hai cách, cách nào cũng được nha. Trộn ngâm với nước nguội 30 phút, bắt lên bếp nấu 5 phút. Hoặc giống trong video là nước sôi, mình tắt bếp khuấy bớt nhiệt, mình nấu khuấy trực tiếp với nước sôi. Đó. Rồi khi mà nồi rau câu của mình sôi lên rồi thì chúng ta bắt đầu tính thời gian nấu sôi lăn tăn 5 phút. Thì để mà đạt được cái tiêu chuẩn gọi là sôi lăn tăn 5 phút để rau câu của mình nó chín đều, thì như vậy nó sẽ ít bị chảy nước. Đó, thì chúng ta sẽ điều chỉnh lửa, miễn làm sao bề mặt nước rau câu sôi lăn tăn liên tiếp trong vòng 5 phút. Trong suốt quá trình nấu nếu có bọt mình sẽ vớt bọt. Trong thời gian nấu 5 phút thì cứ 2 phút chúng ta sẽ khuấy một lần. Tiếp theo chúng ta sẽ cho cái phần mà quýt cắt hạt lựu vào cái khuôn. Mình có thể dùng khuôn bi tròn hoặc là khuôn các hình thù như là ngôi sao, trái tim, bông hoa vân vân. Nói chung nhà mình có khuôn gì mình cứ sử dụng khuôn đó nha. Ngoài ra mình cũng có thể cho vào những cái khuôn gọi là khuôn chữ nhật. Mình rải đều các cái phần quýt hạt lựu vào khuôn chữ nhật. Sau khi quýt đã cho vào khuôn rồi và nước thạch của mình là cũng đã đủ 5 phút, và mình sẽ vớt bọt, sau đó chúng ta rót vào khuôn. Thì khi rót vào khuôn bi thì lưu ý là mình rót cho cái phần thạch nó sẽ gần đầy tràn luôn. Đó, tức là nó vượt qua được cái phần tròn và nó đầy tràn. Thì đến lúc mà mình đẩy nắp mình nhấn thì như vậy là cái thạch nó sẽ tràn lên cái mặt tròn nửa còn lại. Vậy là viên bi của mình nó tròn vo nha. Tiếp theo chúng ta cũng đong nước thạch đã nấu chín và rót vào với cái khuôn ngôi sao, hoa và trái tim để chúng ta có những hình thù thạch thật là đẹp mắt. Rồi tương tự như khay chữ nhật có kích thước là 28x22cm thì chúng ta cũng rót nước thạch vào. Thì đối với cái khay này mình rót khoảng 1 lít nước thạch là đủ để mà nó ngập được cái mặt của cái phần quýt của mình. Cái thạch quýt này ăn nó ngon lắm mấy anh chị. Mình khi mình rót thì cái miếng quýt nó sẽ bị gọi là thay đổi vị trí. Vậy thì sau khi rót xong mình sẽ điều chỉnh lại vị trí ha. Đó, mình điều chỉnh lại vị trí để khi mà nó đông lại đó thì quýt nó sẽ phủ khắp mặt của cái phần thạch của mình. Và các khuôn thạch đã được rót xong rồi thì mình sẽ để nguội. Sau khi nguội mình sẽ cho vào ngăn mát khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ rồi mình mới tách khuôn, thì như vậy thạch mình nó sẽ chắc và ngon nhất.
Đó, anh chị thấy những viên thạch bi ngon và dễ thương. Khi mình ăn thì mình cắn một cái là rất là mát cái phần thạch rau câu, và nó có cái phần ngọt thơm của cái phần muối quýt rất là ngon luôn anh chị. À, món này mà ăn vào mùa hè thì còn gì bằng nữa đúng không? Tuyệt vời ông mặt trời. Rồi đối với cái khay thạch chữ nhật thì mình cũng cắt. Tuy nhiên á, đối với cái món này thì Nhi sẽ đề nghị là chúng ta nên làm thạch trong cái khuôn tròn hoặc là khuôn hình thụ ngôi sao. Tuy là cái thạch làm trong cái khay này nó không tối ưu về cái việc cắt ra đó, thì hơi khó bởi vì nó dính cái miếng quýt, nhưng mà Nhi vẫn làm và cắt cho mình thấy luôn để mình lựa chọn hai cái khuôn đầu mình làm thay vì mình lựa chọn cái khuôn khay lớn này nha. Ngoài cái cách cắt miếng hạt lựu thì đối với khuôn khay lớn mình cũng có thể cắt lát. Mình để nguyên lát quýt, mình cắt lát mỏng quýt rồi mình bỏ lên trên phần thạch vẫn được. Tuy nhiên là Nhi khuyên dùng là chúng ta nên dùng cái khuôn tròn, bi tròn hoặc là cái khuôn ngôi sao trái tim giống Nhi đã làm ở lúc đầu. Rồi như vậy là phần nấu thạch quýt đã xong rồi. Bây giờ mời chúng ta đến với phần tiếp theo nha. Rồi bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn chúng ta ra món ly trà quýt 500ml. Thì mình dùng 150ml nước cốt trà mà mình đã ủ. Tiếp theo là chúng ta sử dụng là 25ml nước đường. Rồi tiếp theo mình dùng 7.5ml nước cốt tắc. Tiếp theo nữa, phần sốt quýt, đây chính là phần bí quyết tạo nên hương vị của món này rất là ngon. Dùng 15ml nước sốt quýt mà mình đã xay. Nó vừa tạo nên cái màu vàng đẹp mắt của ly nước mà vừa tạo nên mùi thơm của trái quýt nữa. Rất là ngon, khuấy đều lên. Chúng ta sẽ dầm 80g quýt. Quýt thì mình nên cắt hạt lựu dầm cho nó nhanh nát ha cả nhà. Đó, mình sẽ dùng cái chày dầm để mình dầm. Rồi sau khi mình dầm xong như vậy rồi ha, thì mình sẽ cho cái phần nước trà mà mình đã khuấy vào bình dầm luôn. Mình cho thêm đá vào, lắc đều. Rồi sau đó mình đậy nắp. Rồi lắc đều nha. Sau đó mình cho ra ly. Thì như vậy trong này nó vừa có cái hương thơm của sốt quýt, mà nó vừa có cái hương thơm của muối quýt, và 100% là tươi. Sau đó chúng ta thêm đá cho đến khi đầy ly. Thì anh chị thấy cái ly trà quýt nhìn hấp dẫn nghe không? Có phần muối quýt và sốt quýt làm cho cái màu nước nó đậm màu lên rất là đẹp. Mà với công thức này của Nhi là không cần nấu nướng rim kho gì hết nha. Vô cùng đơn giản, quýt dùng bao nhiêu thì mình luộc bấy nhiêu thì nó sẽ lâu hư. Đồng thời cái sốt quýt này á, đây là bí mật của món này, thì cái sốt quýt này để được rất là lâu. Mà trái cây á, là không nên rim. Trái cây á, là mình chỉ nên ăn tươi thôi, hoặc là xay mịn thôi. Bởi vì trái cây ăn tươi và xay mịn sẽ giữ được cái giá trị dinh dưỡng cũng như là hương vị ngon nhất của nó ha. Rồi sau đó thì mình sẽ cho tiếp là một vá topping gọi là thạch quýt lên trên. Mình sẽ cho khoảng 4 đến 5 miếng thạch quýt, gọi là món này gọi là thạch quýt pha lê nha, lên trên cùng. Đó, thì như vậy là cái ly trà quýt rất là ngon. Mình có thể cho thêm một cái lá bạc hà hoặc lá mùi tây cạnh gốc ly để trang trí tạo nên cái độ xinh tươi cho món trà quýt của mình. Rồi mình sẽ ra ly 1 lít như sau. Đối với ly 500 thì mình dùng 2 vá quýt là tương đương với 80g. Thì ở đây ly 1 lít. Ly 1 lít là mình sẽ dùng 4 vá là tương đương với 160g là lượng quýt. Rất là nhiều và rất là ngon ha cả nhà. Rồi mình cũng dùng một cái chày dầm, mình dầm cho cái quýt nó nát ra. Quýt thì nó cũng mỏng rồi đó anh chị, nó cũng mềm lắm. Đó. Mình dầm khoảng 20 lần, nhớ bỏ hạt đi nha, không dùng hạt nha. Dùng hạt sẽ làm cho nước bị đắng nha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ cho vô đây là 30ml sốt vỏ quýt. Rất là ngon. Rồi, tiếp theo nữa là mình cho vào đây giùm Nhi 15ml nước cốt tắc. Công thức này là gọi là thơm ngon bất bại luôn nha. Thơm lắm, thơm mùi tắc, mùi quýt, mùi vỏ quýt hòa quyện mà tươi tự nhiên không à, không có dùng siro syrup gì hết. 50ml nước đường. Ly 500 thì 25, thì ly 1 lít thì mình dùng 50ml nước đường. Quá ư là ngon luôn. Rồi mình khuấy đều cái phần này lên. Tiếp tục mình cho vào đây là 300ml nước trà. Cho ly 1 lít. Rồi khuấy đều lên nha cả nhà, quá ngon luôn.
Tiếp theo cho đá vô ly. Trà quýt. Nếu ly 500 á là mình đã cho là 4 miếng thạch rồi. Thì ly 1 lít mình sẽ cho 8 miếng ha, 4 miếng nè. Quá tuyệt vời. Đó, thạch quýt ngon quá. Rồi cũng trang trí một cái lá. Cho thêm phần xinh tươi. Như vậy là chúng ta đã ra món xong ly 1 lít và ly 500 món trà quýt tươi. Món này là thơm, ngon, thanh, mát, vô cùng tuyệt vời. Và mình còn một phiên bản nữa là phiên bản giả tay. Bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn phiên bản giả tay luôn. Rồi mình mới đến tiếp tục với cái việc uống thử và giá vốn nha. Bởi vì là vì sao Nhi ra thêm phiên bản giả tay là bởi vì sẽ có những người không có máy xay để xay được cái phần vỏ quýt thành sốt. Vì vậy bây giờ Nhi ra thêm phần phiên bản giả tay để nếu mình không có máy xay, mình không xay được cái phần sốt vỏ quýt thì mình làm theo kiểu giả tay thì nó cũng ngon. Tuy nhiên á, phiên bản mà xay sốt là ngon nhất. Còn cái phiên bản không có máy xay mà mình dùng giả tay mình giả cũng được đi, nhưng mà cái mùi thơm nè cũng như cái màu nước thì nó chỉ được là khoảng 8 trên 10 so với công thức mà có máy xay để xay được cái sốt vỏ quýt nha. Rồi mời cả nhà đến với phiên bản trà quýt tươi với phiên bản giả tay. Rồi giả tay thì mình sẽ lấy 10g vỏ quýt. Bởi vì mình không xay thì mình phải giả cho cái vỏ quýt này nó tiết tinh dầu ra. Nhớ rửa cái vỏ này nha, không lấy hạt nha. Đó. Rồi sau đó mình sẽ cho khoảng 10 viên đá và bắt đầu hành trình giả nát. Đây, lâu lắm rồi mới thấy lại bộ đồ nghề giả tay này đúng không? Rồi bây giờ chúng ta giả khoảng 50 cái. Cũng như công thức bên kia ha, mình cho vào 2 vá quýt tương đương với 80g cơm thịt quýt. Rồi tiếp tục hành trình giả nát. Sau khi giả nát xong, tiếp tục mình sẽ lấy tắc cũng bằng luôn. Công thức giống ha, ly 500 thì mình cũng lấy là 7.5 tắc. Rồi 25 đường vô ly. Trà 150. Khuấy đều hỗn hợp này lên. Tại vì mình đã dầm 50 lần thì đá nó đã nát rồi. Và là đá mịn rồi là cũng là làm cho tan nước trà rồi. Vì vậy là lúc này mình không lắc, mình khuấy đều là được rồi ha. Khuấy đều xong rồi mình ra ly, mình rót hết cái phần trà quýt giả tay của mình ra ly. À, sau đó cho thêm đá. Cho thêm đá cho đến gần đầy ly. Rồi tiếp theo mình cũng cho thêm 4 miếng thạch bi, thạch quýt vào đây. Thạch bi nhìn dễ thương ghê không? Đó, rồi cũng trang trí luôn cả nhà. Đó, thì đây là phiên bản trà quýt gọi là giả tay. Với phiên bản không có máy xay, không xay được cái phần sốt vỏ quýt cho thật là mịn như thế này, không xay được phần sốt vỏ quýt thì mình sẽ giả tay cái phần vỏ quýt nha. Đó, ly 500 giả tay, ly 500 có phần xay sốt và ly 1 lít. Rất tuyệt vời. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ đến với phần uống thử và phần giá vốn. Món mới nè, uống thử. Ngon quá. Mình xin phép để cái lá trang trí qua bên này nha. Mình uống thử. Cả nhà biết món gì không? Tuyệt vời ông mặt trời. Sảng khoái quá. Đây, rất nhiều, rất nhiều. Rất nhiều quýt tươi. Quýt tươi. Quýt tươi là thạch quýt nữa. Ăn thử cái thạch quýt nha. Nó tươi, nó tươi, mát, thanh, mát, nhẹ nhàng, rất là ngon. Thơm mùi lục trà lài, thơm mùi thơm của trái quýt tươi. Và công thức trà quýt này đã có mặt ở Học viện Pha chế Vinba. Và như cam kết, đây là công thức trà quýt tươi nhất mà mình từng có. Bởi vì sao? 100% là nguyên liệu làm từ quýt tươi tự nhiên. Nhưng mà trong món trà quýt này, để mà quýt tươi mà lên được cái vị quýt mà chuẩn vị và thơm lừng mùi quýt tươi thì Nhi đã có một cái bí quyết. Và bí quyết sẽ được bật mí trong công thức trà quýt nha. Anh chị em nào muốn nhận được công thức trà quýt, hãy comment nhanh chóng trà quýt vào phía bên dưới để được hướng dẫn món trà quýt với một cái bí mật siêu đặc biệt mà đảm bảo là mình không thể đoán ra. Comment trà quýt vào phía bên dưới để được hướng dẫn nha. Đó, như vậy là mình đã vừa xong được cái phần uống thử rồi. Bí quyết để làm được món trà quýt ngon là chúng ta sẽ cần có sự kết hợp giữa một loại trà
nó đắng chát nhưng mà không bị gắt và có một cái mùi thơm hài hòa. Hòa quyện với đó là chúng ta cần có một cái phần sốt vỏ quýt thật là thơm ngon để tạo nên cái vị ngon đặc trưng của món trà quýt. Và cái thứ ba là nguyên liệu quýt mình chọn thật là tươi. Cái thứ bốn nữa là mình sẽ cần có một cái định lượng để tất cả các nguyên liệu nó hòa quyện được với nhau, tạo ra một cái vị thanh mát. Và cái thứ bốn không thể thiếu đó chính là tâm yêu thương của mình. Khi mình pha chế hay làm món, chính cái tâm yêu thương của mình nó sẽ làm cho món ăn của mình không những ngon về mặt vị giác, về mặt vật chất mà nó còn ngon cả về mặt tinh thần nữa nha. Như vậy là Nhi đã vừa chia sẻ xong bí quyết để làm được món trà quýt. Chúc tất cả chúng ta thực hiện thành công. Rồi bây giờ giá vốn này. Giá vốn của mình 150ml nước cốt lục trà Lài Lộc Phát chỉ có 245 đồng thôi. 80g muối quýt chỉ khoảng 2.000 thôi. Nước đường 25ml là 580 đồng, 15ml sốt quýt là 125 đồng. 750ml nước cốt tắc là 750 đồng, một vá topping thạch quýt 2.000 đồng, ly muỗng ống hút là 1.300, tổng giá vốn cho món trà quýt ly 500, thơm ngon, bổ dưỡng, tự nhiên, thanh mát chỉ có 7.000 đồng, vô cùng rẻ rề đúng không cả nhà? Lúc này mình phải nói là rẻ rề, chứ nói rẻ nữa thì nó bình thường quá mà nó phải rẻ rề. Chỉ có 7.000 một ly là dùng từ trà an toàn thực phẩm và nguyên liệu quýt tự nhiên. Như không dùng bất cứ một cái siro hương liệu nào hết mà vẫn lên được trọn vẹn vị quýt. Vậy để muốn biết cách làm trà quýt thì hãy comment trà quýt vào phía bên dưới nha. Thì ly 500 giá vốn của chúng ta là 7.000. Thì ly 1 lít đó, giá vốn của chúng ta gấp đôi là 14.000. Thông thường ở quán Nhi ly 500 thì Nhi sẽ bán khoảng 25-30.000. Thì thường ly 500 mà 25 á thì ly 700 là bán giá khoảng 30. Còn ly 1 lít có 40.000 thôi. Đây, 40.000 là uống cái xô, uống từ sáng đến chiều chứ không phải là uống ly. Mà khách bây giờ nóng quá rồi, khách không chịu nổi nó rồi, là giờ phải mua xô để uống lai rai từ sáng đến chiều. Mà với một cái xô như vậy giá bán ra 40.000 thì đối với khách hàng mua là rất rẻ. Mua một cái xô này là chia hai là hai người uống không hết. Còn nếu một người là uống từ sáng đến chiều, đúng không cả nhà? Còn đứng ở góc độ chủ quán thì một cái xô như thế này, một cái ly 1 lít như thế này đó, giá vốn có 14.000 thôi, bán 40.000 là quá lời rồi. Nói chung là đôi bên đều có lợi nha, win-win. Rồi như vậy là Nhi đã vừa hướng dẫn xong công thức trà quýt. Và nếu anh chị nào có nhu cầu mở quán thì hãy chọn Vinpa là một trong những đối tác nha. Bởi vì Vinpa chúng ta là có đầy đủ vòng sinh thái của một chủ quán, từ việc đào tạo nghề cho mình thành thạo ra tay nghề, sau đó đồng hành hỗ trợ hướng dẫn miễn phí để cho mình có thể mở được một cái quán, rồi cung cấp nguyên liệu trang thiết bị dụng cụ cho mình, bảo hành trọn đời về mặt máy móc, bảo hành trọn đời về mặt công thức, rồi bảo trì bảo hành về máy móc vân vân. Rồi chưa kể là còn hướng dẫn cho mình bí quyết quán đông khách và hướng dẫn cho mình các chương trình vận hành, khai trương, chọn địa điểm, chọn mặt bằng, an toàn thực phẩm quán, rồi pháp lý quán vân vân. Nói chung là đầy đủ một cái vòng tròn sinh thái tất cả các dịch vụ dành cho chủ quán. Vì vậy nếu anh chị em mình ngoài việc đang cần học công thức hay là cần mua nguyên liệu thì chúng ta hãy comment nhu cầu của mình vào phía bên dưới để được Vinpa hỗ trợ miễn phí cho mình nha. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video trà quýt. Chúc tất cả chúng ta sẽ thực hiện thành công để ứng dụng vào trong công việc cũng như là cuộc sống gia đình mình một cách hiệu quả. Mình là Nhi Vinpa, chuyên đào tạo nghề tại Học viện Pha chế Vinpa. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.